sẽ giảm kinh phí hơn so và công sức hơn với cả một cái mô hình thật đúng không ạ? Ví dụ mà ở Đài Truyền hình Việt Nam các chương trình ví dụ của khoa giáo hôm nay xuống bạn khoa giáo xuống làm ở dưới trường quay của đài là một chương trình về tuyển sinh của trường Tân Trao đúng không? Thì yêu cầu xuống dưới đài người ta sẽ dựng cái phông của trường Tân Trào lên đấy và cái chủ đề là nghề gì đấy thì xong cái mình ghi hình xong thì lại ban khác người ta ghi lại phải bỏ đi và lại phải một nhóm người lực lượng rất là lớn đến xong là một người của một nhóm người vận hành trường quay một nhóm người dựng đồ dựng dựng sân khấu rồi nhóm người sử dụng ánh sáng đấy đại loại âm thanh rồi là đạo diễn bấm hình đó kia rồi quay phim rất là nhiều cái ekip ở đấy. Thì ở đây với một chương trình tuyển sinh của trường Tân Trào chẳng hạn đi có khách mời và MC và có 2-3 khách mời thì chỉ cần 3 người làm được rất là tốt. Xong rồi trường khác nữa thì lại vẫn cũng thế. Trường khác nữa thì mình sẽ cho là rất khác. Nhiều. Cái ảo này thì thực ra thì với các của trường không nhất thiết là phải đầu tư nó hoành tráng như thế này. Nhưng mà ví dụ như các trường mà người ta đang hiện giờ đang làm được, không nói là trường truyền thông như trường là ví dụ trường Lạc Hồng. Các bạn và các bạn sinh viên thôi, các sinh viên mà xong là khi mà các bạn học xong và các bạn tìm tòi cũng phối hợp với mình và các bạn cũng làm trong cái phòng truyền thông, các bạn bây giờ vận hành rất là tốt, nó cũng là một cái không gian của phòng của trường thôi nhưng mà người ta làm những cái việc rất là hợp lý.